Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thời gian qua, lợi dụng khó khăn về tài chính của người dân, công nhân, lao động cả nước, nhất là trong bối cảnh hàng chục nghìn lao động mất việc, hoạt động tín dụng đen biến tướng dưới mọi hình thức, thậm chí núp bóng công ty luật, dùng mọi thủ đoạn để thu được tiền. Điển hình là vụ việc vừa bị phát hiện và làm rõ ở Tiền Giang. Cụ thể, Công an tỉnh Tiền Giang thông tin về chuyên án triệt xóa tổ chức tội phạm núp bóng công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt thực hiện hành vi đe dọa khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản. Theo Công an Tiền Giang, hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hà Thị Hiệp, nhân viên công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt, Nguyễn Thanh Hải, nhóm trưởng của Hà Thị Hiệp, Trần Văn Châu, Hồ Quốc Hùng đều là phó giám đốc công ty, Nguyễn Đình Thành, trưởng phòng kiêm nhóm trưởng, và tiếp tục tạm giữ hình sự với 10 người khác để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, qua công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm về hành vi đe dọa khủng bố, cưỡng đoạt tài sản của người dân và một số cơ quan trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Công an tỉnh Tiền Giang giao phòng cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để xác minh, điều tra làm rõ. Qua đấu tranh, công an thu thập được nhiều tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi cưỡng đoạt tài sản với phương thức gọi điện thoại đe dọa, khủng bố đến các tổ chức, cá nhân, kể cả thân nhân, người quen, quản lý, giáo viên chủ nhiệm có liên quan đến bị hại, với hành vi như đe dọa giết vợ con, người thân. Tổ chức đòi nợ này còn đem quan tài, bình ga để khủng bố, buộc các bị hại phải trả nợ, và việc này xảy ra ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, ngày 14 tháng 2 năm 2023, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động hơn 120 cán bộ chiến sĩ phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và Công an Thành phố Hồ Chí Minh khám xét khẩn cấp trụ sở công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt tại tòa nhà TNT Desport, địa chỉ số 7 đường Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Qua khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ 233 CPU máy tính bàn, 4 laptop, trên 300 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đòi nợ kiểu khủng bố, cưỡng đoạt tài sản. Công an triệu tập làm việc 133 người có liên quan, phát hiện có nhiều dữ liệu điện tử, tin nhắn có nội dung liên quan đến việc đòi nợ. Ngày 20 tháng 2 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với hai bị can, gồm Hà Thị Hiệp, nhân viên công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt, là đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi khủng bố tại trường tiểu học Phan Văn Kiều, phường 1, thị xã Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang, và Nguyễn Thanh Hải, nhóm trưởng của Hà Thị Hiệp, về tội cưỡng đoạt tài sản. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh tạm giữ hình sự khẩn cấp đối với 13 đối tượng khác và đang củng cố chứng cứ truy bắt các đối tượng có liên quan. Tại cơ quan điều tra, bước đầu những người bị bắt bị tạm giữ khai nhận đây là tổ chức tội phạm hoạt động núp bóng công ty tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý do Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng cầm đầu. Trung bình mỗi tháng, công ty nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính từ 141.000 đến 241.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được để phân chia cho các nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức đe dọa khủng bố như đã nêu ở trên. Tổng số tiền đòi được là hơn 988 tỷ đồng. Công ty được các ngân hàng và công ty tài chính trả cho từ 25 đến 35% trên tổng số tiền thu được. Số tiền này, ban giám đốc công ty trả lương cho nhân viên và mua các công cụ, phương tiện phục vụ việc đe dọa khủng bố khách hàng còn nợ tiền. Mở rộng điều tra, ngày 22 tháng 2 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiếp tục khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với ba bị can gồm Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng là phó giám đốc công ty, Nguyễn Đình Thành, trưởng phòng kiêm nhóm trưởng, tiếp tục tạm giữ hình sự khẩn cấp đối với 10 đối tượng khác và đang tiếp tục củng cố chứng cứ, khai thác thông tin, truy bắt các đối tượng có liên quan. Với lợi nhuận rất lớn từ hành vi cưỡng đoạt tài sản nêu trên, các đối tượng này không từ một thủ đoạn nào để buộc nạn nhân phải trả tiền. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định được hàng nghìn bị hại trên phạm vi cả nước. Hành vi của ban giám đốc và nhân viên công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản và có dấu hiệu của tội khủng bố được quy định tại điều 170 và điều 299 Bộ luật hình sự. Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương phối hợp với các cục nghiệp vụ, Viện kiểm sát nhân dân các cấp sớm kết luận điều tra. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan tới công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt sớm trình diện, hợp tác, khai nhận hành vi phạm tội để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Các bị hại, nạn nhân của tổ chức phạm tội nêu trên cung cấp thông tin qua phòng cảnh sát hình sự, điện thoại 0693 599 511 hoặc liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ giúp đỡ. Trước đó, ngày 21 tháng 2, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen Công an tỉnh Tiền Giang và các cục nghiệp vụ Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá chuyên án lợi dụng danh nghĩa công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt
để hoạt động đòi nợ thuê cho các ngân hàng, công ty tài chính. Liên quan đến việc lợi dụng danh nghĩa công ty luật để đòi nợ thuê, trao đổi dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, chuyện cho vay đòi nợ là điều bình thường và tất yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong giao dịch dân sự giữa cá nhân với cá nhân. Nếu dịch vụ đòi nợ thuê được thực hiện một cách phù hợp và đúng quy định pháp luật, thì đây là một dịch vụ cần thiết. Đó là lý do trước đây, đòi nợ thuê là một trong những hình thức kinh doanh dịch vụ, là ngành đầu tư kinh doanh có điều kiện và có nhiều người đã sử dụng dịch vụ này để đòi những món nợ lâu năm khó đòi. Thế nhưng sau đó, dịch vụ đòi nợ thuê bị biến tướng. Nhiều cá nhân tổ chức đòi nợ thuê lợi dụng việc đăng ký kinh doanh ngành nghề này để hoạt động đòi nợ bằng các biện pháp trái pháp luật. Trong đó, nguy hại và phổ biến nhất là hành vi cưỡng đoạt tài sản của người bị cho là mắc nợ. Vì lý do đó, theo quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư năm 2020, dịch vụ này đã bị cấm. Theo đó, các hợp đồng cung cấp dịch vụ đòi nợ được ký kết trước ngày 1 tháng 1 năm 2021 phải thanh lý. Doanh nghiệp đang được cấp phép kinh doanh dịch vụ đòi nợ có thể giải thể hoặc chuyển đổi sang ngành nghề kinh doanh khác. Luật sư Hậu khẳng định, như vậy, bất cứ doanh nghiệp đơn vị nào núp bóng dưới danh nghĩa công ty bảo vệ, tư vấn luật, mua bán nợ, ủy quyền đòi nợ, sử dụng nhân viên đòi nợ thuê liên kết với doanh nghiệp, cơ sở cho vay để thực hiện hoạt động đòi nợ thuê đều là các hành vi trái pháp luật và bị nghiêm cấm. Cũng theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, về hoạt động hành nghề của luật sư, theo quy định tại luật luật sư, chỉ duy nhất các tổ chức hành nghề luật sư, công ty luật, văn phòng luật sư mới có chức năng cung cấp dịch vụ pháp lý và những người hành nghề trong lĩnh vực này, luật sư, phải có chứng chỉ hành nghề do Bộ Tư pháp cấp. Dịch vụ pháp lý của luật sư theo quy định tại Điều 4 Luật Luật sư bao gồm tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng và các dịch vụ pháp lý khác. Luật luật sư nói riêng, pháp luật Việt Nam nói chung không cho phép tổ chức hay cá nhân lợi dụng danh nghĩa công ty luật thông qua dịch vụ xử lý nợ xấu để hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật. Đối với vụ việc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt, luật sư Nguyễn Văn Hậu cho biết, khi tổ chức hay bất cứ công dân nào phát hiện cá nhân, cơ quan, tổ chức kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê thì có thể tố cáo đến cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Điều 90 Luật Luật sư quy định, tổ chức hành nghề luật sư của Việt Nam, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam vi phạm quy định của luật luật sư thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Luật sư Nguyễn Văn Hậu nhấn mạnh, đối với việc lợi dụng danh nghĩa công ty luật để hoạt động đòi nợ thuê, tôi khẳng định đã vi phạm pháp luật. Luật sư khi hành nghề phải theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật, chịu sự chi phối của luật luật sư. Trong vụ việc này, họ lợi dụng danh nghĩa hành nghề luật, cố tình dùng vũ lực, dùng thủ đoạn để đòi nợ thuê là sai hoàn toàn. Một khi cơ quan điều tra đã khởi tố, thì luật sư trong vụ việc đó đã vi phạm luật luật sư, điều lệ, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam và quy định khác của tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, phải chịu một trong các hình thức kỷ luật, khiển trách, cảnh cáo, tạm đình chỉ tư cách thành viên đoàn luật sư từ 6 đến 24 tháng, xóa tên khỏi danh sách luật sư của đoàn luật sư và bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư. Vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến mới nhất trong những chương trình sau. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả.